Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Bệnh đau gót chân. Đông y cho rằng gan bàn chân là nơi quy tụ nhiều huyệt đạo. Khi khí huyết kinh mạch không thông, bị ứ trệ, máu không tuần hoàn lưu thông tốt đến gan bàn chân thì sẽ gây ra viêm, sưng, đau gót chân. Trong khi đó, thận chủ cốt, tức là mọi chứng bệnh đau nhức về cơ, gân, xương cốt đều do thận mà ra. Thận là bộ phận quyết định đến mọi chức năng của gân cốt. Chữa bệnh đau gót chân từ gốc, chỉ cần tìm ra nguyên nhân gây đau gót chân, sau đó dùng bài thuốc thích hợp là có hiệu quả. Trường hợp đau gót chân do thận hư thì bổ thận ích khí, tăng cường chức năng của thận. Nếu khí hư dẫn đến khí huyết kinh mạch không thông thì hành khí hoạt huyết, làm tăng lưu thông khí huyết dẫn đến máu lưu thông đến tứ chi tốt hơn. Đồng thời đưa những vị thuốc thảo dược có tính kháng viêm mạnh để tiêu viêm trừ thấp. Khi bệnh hết viêm, sưng, khí huyết lưu thông thì hết đau, bệnh không còn. Bên cạnh đó, gân do can huyết sinh ra và nuôi dưỡng. Can sinh cân. Một khi can huyết không đầy đủ thì gân sẽ bị suy yếu, khô, kém đàn hồi và dễ bị tổn thương do ngoại tà hoặc sang chấn. Khi đó, điều trị đau gót chân chỉ cần bổ can huyết để nuôi gân, đồng thời dùng kèm với thuốc hoạt huyết là bệnh đau gót chân sẽ khỏi mà không cần phải phẫu thuật. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.